Mến chào anh em nha. Nay có chiếc máy cày kho thứ dữ bò dốc lên nè anh em. Ở gõ dốc cao Bờ Hồ Dầu Tiếng ha. Giữ cho ta, giữ cho ta. Đó, cái dốc Bờ Hồ kìa. Khủng khiếp thiệt chứ. Ồ. Con này con mấy ta? Con mấy đây? Má dữ vậy. Rồi bự chản lên em ơi. Cái này chắc kho 7.600, 6.600 gì quá. Ồ, bấm bọng của nó nè. Rồi. Đẹp dữ vậy. Oh man. Quá đẹp anh em ơi. Cái này 7.600 nha. Quá đẹp, quá đẹp. Rồi hạ dốc xuống luôn, hạ dốc xuống luôn anh ơi. Hạ dốc xuống luôn ha. Hạ dốc xuống. Dốc cao Bờ Hồ. Đó, kho thấy đẹp ghê không? Hai cầu nha, hai cầu mới chịu nổi ở Bờ Hồ Dầu Tiếng Tây Ninh. Chứ một cầu lại quá rồi. Xuống dốc này thấy cực ghê không? Họ dây dây lại anh em ơi. Rồi chậm chậm lên ha, chắc cú và vú luôn. Tới luôn, tới luôn. Chậm chậm lại thôi. Chậm chậm lại xuống dốc, xuống dốc. Xuống dốc luôn, im quá im luôn. Đó, im kho khủng long ha. Hai cầu nhìn đẹp thiệt chứ. Rồi quá luôn, quá luôn. 7.600, chắc cũng 7-8 chục HP đó anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha. Giữ con em mời TZ nha. Rồi mời TZ má ơi. Rồi dữ vậy. Mời TZ anh em ơi. Rồi xuống đây coi. Coi nó về đường nào ha. Quá dữ, quá dữ. Dốc cao Bờ Hồ. Coi kìa. Giữ thần không? Hình ảnh em đang xem nó là máy cày khủng long Tây Ninh ha. Loại dốc cao Bờ Hồ. Nó giữ quá giữ. Vừa trái vừa phải đây. Phải về, phải về. Rồi, cô này chờ mấy cày xuống mới về được chứ. Cản hết đường ha. Rồi qua đây về luôn. Xuống đường trường là nó đua vô dữ lắm anh em. Xuống đường trường là nó giọt. Cũng thấy luôn à. Đuôn. Luôn. Rồi xe hàng chạy ngang nữa, xe tải á. Chạy ngang nữa nè. Như núi Bà Đen ha, phía Thiên Minh. Quá dữ trời chứ. Rồi băng về luôn con ơi. Băng về luôn. Bốc khối bốc đồ. Bốc khối bốc đồ nè anh em. Trời ơi dữ trần không. Phủ đen lên dữ quá. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Con gì ta? Mấy cây cỏ anh em ơi. lông nhưng mà đời cổ, cũng lông đời cổ đó. Đầu tiếp, con này cũng cổ rồi, chạy quay sơ sơ cho anh em thấy ha. Chạy này rất đời từ Liên Xô. Rồi Liên Xô đó nè, wow nó nè. Thổi chứ gì. Rồi, thổi để nó chỉnh sáng một chút. Điểm hơn. Coi nó cổ vậy chứ kiếm tiền ngon lắm nha anh em. Bạc triệu như chơi á. Quá dữ. Anh em thấy không? Khung cảnh. Chạy cái nên ha. Quá dữ. Rồi, tiếp luôn. Cây phi áp chạy dưới đường này nè. Qua luôn không? Rồi, nó qua luôn. Qua luôn này mà. Chú này đi chở cỏ, chở mì, không rảnh xài cái tinh anh ha, nó dữ luôn. Làm cỏ làm đồ về nó bờ hồ dữ. Rồi, cái màu này sắc tốt thiệt chứ. Đó này thấy không? Khung cảnh. Đấy, cầu đẩy phía sau đây. Cầu đẩy phía sau nha anh em. Đẹp không? Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha. Chúc anh em khỏe nha em ơi. Bỏ lên. Cũng lông kho. Nuôn. Lên luôn nè anh ơi. Xuống dốc luôn anh em ơi, lội nước lội đồ nè, tự luôn. Mất bánh xe nha, mất bánh trước nha. Xuống luôn. Nó xứ khủng long tình hình đó anh em thấy không? Mùa này là mùa ngập nước duy nhất trong năm ha. Đây khủng long nhiều lắm. Đóng bẩn trước để xuống dưới nước không có thấy đóng bẩn anh em. Bưng lại. Đây mấy cây nó đóng cái bẩn lại nè anh em, của cái thùng mọt á, đóng cái nắp của cái thùng mọt lại. Tại vì khi mà xuống dưới nước thì nó không có cái thế ha, phải không có thế để đóng lại. Đường chạy tới đây trước, nó còn mấy loại nước sau. Thấy không? Rồi rồi nè, đó. Được lên xe dọn anh ơi. Xe dọc luôn. Rồi. Bây giờ coi anh làm nước nha. Lội nước mấy cây. Lội nước nè. Rồi dữ vậy, mất cái xe luôn. Ơi. Khủng luôn. Quá dữ, ở trong bãi mì đó anh em. Mấy chiếc cô bé cần móc đang đợi ha. Dữ quá. Mấy cái Ford quá mặn.